lạc không cả nhà. Tản ra rồi lẹ dữ vậy ta. Đó cả nhà, cái đám mây mà cao cao đó, hồi nãy là y như tôi phạo thì kỳ lạc rồi luôn. Mà chạy sát quá mình quay không được cả nhà, cái chạy xa ra cái quay lại tản ra. Chiều hoàng hôn rồi nha cả nhà chúng ta ơi. Chào cả nhà luôn đi. Vợ chồng mình sẽ đi tiếp tục là đi thăm câu luôn nha cả nhà. Đi thăm câu hôm nay, chúng ta thăm câu buổi chiều nha. Thì cũng thả nhiên câu theo kiểu mới. Đây, ủa chưa kìa, sao dùng với vậy anh? Cầm sát méo như sao nãy mới tới. Ờ. Em tưởng đâu có người, có người thăm giùm mình chứ. Mình xin mến chào cả nhà. Chào cả nhà ông. Mình xin mến chào cả nhà. Chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh của vợ chồng mình nha cả nhà. Thì bây giờ là 5 giờ rưỡi nha. Cái gì vậy? Hóng. Ừ, ngồi đây mà hóng chuyện tốt đắng hả? Cũng dữ ghê ha. Ừ, ít chuyện ghê. Tự nhiên nhìn lên đang chào cả nhà, cái nhìn lên cái thấy nhìn tuốt rồi đắng mà. Hóc cái mỏ lên này nè. Ghê thiệt chứ. Lạnh lùng chứ. Sợ thì chứ. Về bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều nha cả nhà. Thì chiều con cái cơm nước xong rồi, vợ chồng mình mới đi thăm câu đó. Thì buổi chiều vợ chồng mình cũng xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe nha, và đầm ấm hạnh phúc bên gia đình và người thân buổi chiều của mình nha cả nhà. Còn bây giờ thì mời cả nhà cùng theo vợ chồng mình để mà thăm câu nha, để xem hôm nay chồng mình thả ở kinh ngang nha. Bắt đầu là thăm, bắt đầu từ đầu kinh ngang luôn nè cả nhà. Cầm dạ thăm sẽ giả vô trong để xem hôm nay thêm anh chồng mình thả câu ở kinh ngang này, vợ chồng mình có được trúng cá không nha cả nhà. Thả mới về 2 giờ giờ thăm cái được đất đất cũ đãi người cũ hay không nha. Sớm quá hả? Thì thả là lúc vậy. Lúc chồng mình thả là đi hồi 2 giờ trưa nha cả nhà, 2 giờ xế xế luôn á. Lúc này còn đang lớn mà, tại hồi sợ tối quá không thấy được. Ừ. Tại bây giờ còn đang lớn nè mà mình thả cũng lẹ nữa. Mà đi thăm cho sáng sủa, thẳng quay cho cả nhà xem để tối quá cả nhà không thấy đường. Cả nhà xem không có gõ cả nhà. Chạy máy này mấy chục năm rồi. Thích gì đó hả? Nó chạy máy này mấy chục năm rồi mà chạy kiểu đó đó. Thích chạy gì đó, thích chạy vô cây cỏ chơi vậy thôi. Ủa cái nhà có cái cống ở nhà. Nước lên kìa. Ghê thiệt. Thì một viên đầu tiên đã lên là chưa có con nào nha. Viên thứ hai chứ sẽ không có con nào. Chồng mình ghim cây kiểu này thấy nhổ cây lên dễ đó. Đi xích vợt rồi theo rồi sáng đi. Cá vực như cả nhà. Bữa đi không xích vợt thì dính cá bự bự không à. Còn lúc nào mà xích vợt theo là mình thấy không có có. Không có có cá nhưng mà dạ không có cá bự. Ủa sao chỗ này mà nó phùng phùng lên như vậy? Đó. Nè. Vậy mình là dính cá đây đó hả? Ôi ôi, dính cá mập ở nhà. Ồ, chứ không phải là cá ngát nha. Có luôn hả? Mới ra mà thấy xui xẻo quá. Cốt trên bờ là ột 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 ột. Một em đá lên bờ. Đồ mất tiêu cái đồ múc nước rồi.
hai viền rồi là mới có được một con cá út nha cả nhà chúng ta ơi. Ông cậu bà cậu ơi, chồng con nắng nâu thục còng cực lắm ông cậu bà cậu ơi. Cho ông chuẩn bị dài con cá ngát bự bự lấy vật vớt đi cho ông có sức ông thục còng, ông sục còng tiếp cho ông có động lực. Sớm quá, 2-3 tiếng hồ. Ủa mà vợ chồng anh Thăng thả kiểu này cũng có 2 tiếng mới thăm chứ nhiều. Thăm đâu con cú. Còn mồi để đó. Mà sao con cá nó ăn? Còn mình cuốn luôn. Tháo mồi ra thảy xuống nó hồi cá nó ăn. Cá nó ăn, cái nó ăn ngoài nó ăn vô trong nhìn câu đâu. Mà làm ở cái kiểu treo đồng thòng như cái kiểu anh Thăng vậy là vợ chồng mình làm nó bị người ta cắt chuyền câu đó cả nhà, khổ ghê luôn, làm vậy khỏe lắm. Cái nào còn cái mình để đó, còn cái nào hết thì móc thêm vô cái mình để đó vậy đó. Kiểu này phải thả cho nó hơi lâu. Thả viền hả? Thì nước chảy hết rồi thả viền, chứ cái này để dành nước chảy rồi thả. Bất qua nước kém thì mình thả viền cho nó ấy chứ. Cái viền này không có con nào. Vậy là mình kinh ngang này mình thả hai lề luôn. Lề bên này và lề bên kia. Viện này là viện thứ tư nha. Buổi chiều yên tĩnh quá cả nhà ơi, mát mẻ mà yên tĩnh quá. Đừng nhắc hả? Nhắc cái đến hẹn lại lên phải không? Đến hẹn lại lên. Có sủa dữ. Sao kinh ngang này thường thường cũng có cá dữ lắm á nha. Đợt hả? Chưa tới hả? Chút nữa tới phải không? Chút nữa gỡ mỗi tay ha. Không có cá nhìn mất tinh thần như vậy. Ừ, gông không. Cá út nha cả nhà, hai con. Gông nùi nùi luôn, hai ba 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 ba, ba lưỡi rong không. Con chó lên con nó đang thua nhìn bợ nhìn anh gà gà. Quen không mà nhìn nó không sủa vậy đó. Đó. Không rảnh ghê, nó không sủa thôi đi kêu cho nó sủa nữa, không rảnh lắm. Kêu cái quay qua sủa liền không. Anh là em nghe đến hẹn lại lên hay gì đắng à? À, 4 viên rồi đó nha cả nhà, được 2 con cá út. Ủa đây thấy có cái cống nào đâu mà ông ngăn ngang ngon lành vậy? Đi ra đây lựa cống chừng nào có cái cống. Ồ, có chuyện đó luôn nữa. Không làm gì gán mặt ông đơ như vậy. Mẹ dâm nè, mệt chết luôn. Mệt ông quá đi.
Vô rồi, vô rồi. Rồi dính gì nữa nha. Sao vô sớm vậy? Vậy dưới nước có chảy kìa. Cuồn. Ừ, số ngộ rồi. Hai bên mà bên trái bên không. Ừ, dính con lấy giật vớt cho lấy tinh thần lại coi gì mà đâu mà nãy giờ 4-5 cây, 4-5 viền rồi mà mất tinh thần quá đi. Tinh thần bị sa sút rồi nha. Không mà kiểu này chắc thăm lẹ. cuốn lên không vậy chứ có gỡ cá đâu, thăm không lẹ. Gỡ cá gỡ mồi. Ừ. Tụ rong không vậy? Rong không gì để cá nào ăn? Gỡ gác. Viền này là không có con nào luôn nha cả nhà chúng ta. Ghê thiệt. Wow. Ghê. Cùng bên kia người ta chạy mới chạy ngang cái nhà chạy mà chạy cỡ đó. Chạy mà hai bên xuống nước ghê. Đây nha. Thả ngay cống. Đâu rồi? Chụp liền á. Trời ơi, gì mà không cho dính con nào vậy ta? Dính gì nãy giờ gì là mà bèo dữ vậy nè cả nhà, gì có hai con gì là bèo dữ quá trời bèo rồi đó. Ui. Thì gì đó không được rồi nhớ không? Hả? Vậy là không được rồi đó. Thả ban ngày. Ủa bữa hả mình thả ban ngày cũng dính dữ lắm bộ. Quên hả? Thả kinh ban ngày mở kinh ngang này nè cả nhà, mà đánh bằng thả bằng viền câu 300 mấy chục lưỡi của vợ chồng mình á, mình đánh thẳng từ ngoài kinh chuyển đạo mình đánh thẳng vô kinh nửa cái khúc kinh ngang này thôi nè, mà nửa cái khúc kinh ngang này dính còn 20 con cá. Kéo dù thiệt luôn. Thì bữa nay lỗ tiền xăng là cái chắc rồi. Lỗ tiền xăng rồi. Mà nhờ gần cũng gỡ. Không dính luôn nha. Ủa sao kỳ vậy ta? Không dính gì chưa người ta? Vậy là không được rồi. Vậy tới lúc mà dính cá cây quay không được à? Lúc mà dính đó, cá. Tôi lái đò giờ cắt bến sang sông. Trời ơi, thấy chồng thấy gầu ghê. Thấy gầu dễ sợ. Cô lái đò. Đẩy à? Đánh bằng chó đó. Đẩy luôn hả? À? Không hút thôi, hút đẩy hả? À? Không đưa thôi đưa đẩy ha. bên kia chó la, đây nó không ăn thịt chó đâu. Vàng đường phan cổ. Ừ. Mầm mầm rồi nha. Hát là mầm rồi cả nhà ơi. Thì là không có luôn nha cả nhà. Ở đằng kia ca hát quá trời rồi kìa, không biết có quay được hay không nha cả nhà chúng ta ơi. Cổ dễ sợ luôn. Mấy mốt buổi chiều thả ban ngày đừng có thả kinh ngang này giàu lắm. Chiều là chiều là bắt đầu là nhậu cái ca đó, cái kinh ngang này nè. Mình để ý đó, thả buổi chiều ban ngày là không có thả kinh ngang này được. Kinh ngang này giàu dữ lắm. Ừ. Bây giờ là không dính con nào luôn nha. Nó vậy đó. Mấy chục. Thì cái giả gì anh đang thăm không có con nào đó.
giả đâu, không dính thiệt luôn nha cả nhà, không có dính giả đâu. Mình á cả nhà nghe, đang đến hẹn lại lên khúc cẳng á, mình canh vừa tắt là mình bấm máy mình nói chuyện với cả nhà liền để cả nhà buồn. Hồi nãy mới vừa vô khen cả nhà, ủa sao nay buổi chiều trắng vẻ yên tĩnh bình yên quá đi, là rồi cái bắt đầu cái đính hẹn nó lên. Ừ, mày em nói anh rồi, mày mốt cái kinh nghiệm lần sau, mày mốt mà có thả mà buổi chiều đi thăm vậy nè là đừng có thả trên ngang, trên ngang này giàu lắm. Ờ, có lúc có cái nhà không phải là một nhà ca đâu nha, 4-5 nhà, mạnh nhà nào để bắt mấy ca, xem ai nhà nào ca hay hơn. Không vào. Ừ. Các nhà thường không vào. Xem coi ai ca hay hơn. Vào sẽ cắt nhà tường nữa. Nói chung đi vào vào không mà cắt nhà tường nhà lâu hết ráo rồi. Giờ đợi cái này nha. Ê nãy giờ quên điếm mà 6 viên 7 viên gì chưa? Không biết à. Ờ 8 9 viên luôn chứ 6 viên mấy viên gì lúc mà phút đẳng là mình đếm viên thứ 5 rồi. 4 6 8 rồi. Ờ cái viên này là viên thứ 9 rồi đó. Mà ngộ lắm nha, kinh ngang này là có bù mắt nha. Kỳ vậy đó. Không được cái mạnh mạnh được cái coi. Chút con được. Còn 2 kg. Không còn bự đâu, không còn nhiều đâu. Thôi đờn lên nữa rồi cả nhà ơi. Chút xíu đi ta tắt cái mình review tiếp nha. Bạn à, bạn của chồng mình, hai anh ấy đang đứng trên bờ luôn cả nhà. Đen không có diễn tả luôn á. Làm gì mà nó đen mà nó xấu dữ. Nó đen mà không thấy đâu hết trơn, lông đen, mắt đen, mũi đen, chỉ có hai hàm răng trắng thôi. Bạn của anh chồng mình đó. Rồi nha, cái gì này cũng không có con nào luôn nha cả nhà. Ba con luôn anh ơi. Hết rồi cả nhà. Một viên nữa nha cả nhà chúng ta. Thì thành quả thì cũng vẫn không thay đổi nha. Đó cũng hăng cái út rồi đó. Thành quả không thay đổi. Thấy anh chồng mình làm như làm buổi chiều nay làm ăn khắc rồi. Làm gì đam mê thôi. Tại vì đam mê thuộc còng nè. Đam mê kéo câu nè. Đó. Đam mê vậy đó. Cảm giác kéo nó đã lắm. Sướng đúng không? Đã tay đúng không? Đây, tốt. Trời ơi. Tưởng đâu được con cá ngát gì cũng đỡ nha. Trời ơi, biết nó quyết tâm là nó không dính cá ngát cho anh chồng mình luôn cả nhà. Quyết tâm là hứa với lòng là em không ăn gì câu. Dẫn ngoài. Con gì? Đi ba con. Đâu? Con vậy là dính nữa hả? Dính cốc nữa hả? Ủa sao kỳ vậy, mình anh thả cá ngát hay thả cá út? Thả cá út. Ừ. Nói gì thả cá út đi, thả cá ngát thì có dính cá ngát hay là thả cá ngát. Ừ, vậy là thả cá út phải không? Ừ. Dính lên một con cá út nữa nha cả nhà. Bà đắng ca xa lắm không nghe đâu. Không nghe. Đâu, không nghe, xa lắm, tốt đắng. Đó, yêu dấu, yêu bọng gì đó. Cái nhà lên một con nữa nha cả nhà ơi. Đây là cái viện này chúng ta được hai con cá út ha. Cái nhà, kiếm con cá út nữa nha cả nhà, này nãy giờ là cá út kiếm ăn. Cá út không à, không có cá ngát nha cả nhà ơi. Thả cá út kiếm ăn mà. À. Anh chồng mình là bữa hôm nay thả tại kinh ngang này là không có cá út nha, mà chỉ là dính cá ngát thôi đó. Gì? Ờ dính cá, không có dính cá ngát mà dính cá ốc, nó lộn. Nó lộn. Vậy cũng muốn cự nữa. Ờ nó vậy con kìa. Ủa, bà mũ hả? Ủa mà cũng muốn cự nữa chứ. Lộn lộn cả nhà, lộn. Học dính lộn một con lộn. Ghê thiệt cơ. Ủa cái gì đó, cái viền này dính con cá út rồi nha cả nhà. Tính nó cá ngát nữa rồi đó, thấy ông liếc giật cái môi lại liền. Tính đưa cái miệng ra nó chữ ngát mà thấy không liếc cái khâu cái môi lại. Ôi, mẹ ơi. Tắt rồi nha cả nhà. Chồng mình nói tắt. Anh bài điện thoại bắt. Chồng mình nói tắt rồi đó, bấm máy quay đi. Cái mình mới nói đây là chồng mình là không phải tắt đâu mà là đang lựa bài.
lựa bại cả nhà lâu lắm. Cái cây 500 hay gì? Ông ngồi đây ông rảnh quá. Ông nói hồi công an lên bắt người ta mà tao có đánh bài ở đây xuống bắt ông á. Cái cây chịu đi. Ừ. Ngồi tao xuống tao bắt ông đó. Đi ăn con cá ngát rồi công an bắt cũng mới lại. Tại vì biết sao cả nhà có 5 con cá út thôi cả nhà ơi. Không có gì thay đổi. Tại vì cái bắt gì cái tội nhiều chuyện. Nhưng lại Việt Nam. Bắt gì cái tội nhiều chuyện. Hết rồi nha, cái gì này không dính con nào. Thả cầu cá ngát không dính cá ngát, dính cá út bị bắt luôn. Tại vì ông nhiều chuyện, ông bị bắt là cái tội nhiều chuyện. Hả? Người ta không có quánh bài mà ông nói người ta quánh bài. Thì công an ta nghe, ta vô ta bắt lầm. Thì ta tức, ta giận, ta ra, ta kiếm cái thằng nhiều chuyện, ta bắt. Hết nha cả nhà, qua bên kia thôi. Trong một viện tiếp theo nữa nha. Ôi em anh nghe cái gì đừng có nghe cá ấn, nếu mà có cá cũng là cá út thôi. Hôm nay cá ngát nó hứa với lòng là không bao giờ ăn cái viên câu của anh chồng mình. Hôm nay cá gom lại dấu cao kê. Ừ. Nhìn lại gom lại dấu cao kê nghe rồi, nghe cá hết ráo rồi. Hồi nãy vợ chồng mình vừa chạy ra luôn ở nhà thấy cái đám mây gom lại nguyên cái phượng ông Phật Di Lặc luôn ngồi. Chồng mình kêu bấm máy quay cho cả nhà xem. Đâu phải dễ thấy được đâu. Cái tên chừng mà dài vòng bấm máy cái quay trở lại cái mây tản bay ra. Cái không còn được cái trọn vẹn của cái đa cái bức tranh là ông Phật nữa cả nhà. Gì vậy? Nó tiếng Tàu luôn kìa. Ai tìm nhạc Tàu hay gì á. Giá cho rớt mạng đi. Rớt mạng là đâu có mạng nào ca. Đúng không? Lên nghỉ cho em chút xíu đi, em quay em review cho cả nhà em xem chút đi rồi ca tiếp. Đang cà hứng giả rớt mạng xuống quánh thấy bà chạy nhảy đâu nhảy xong. Mà nó thượt không biết lặn sao. À. Mà em đâu có biết lặn đâu anh ơi, em biết bơi đâu lặn. Bữa nay thăm nhanh lắm nha cả nhà, gần xong rồi. Tại vì không có cá nó cứ thâu vô, gỡ mồi dục. Hết một viên nữa rồi nha. Diệu hoàng hôn tím cả dòng sông. Đò neo bên văn mà nhớ anh xót xa trong lòng. Chồng mình ngồi ngay trước mặt mình gì nè, mình nhớ gì nói thì nhớ. Trời nó chán muốn chết luôn. Em ơi thằng mày mưng ơi. Đôi nữ ca này ghẻ ơi, anh ca hồi cả nhà ai cũng sợ hết trơn. Ca ghê lắm cả nhà. Ca cổ mà ca cổ ca bản biển Nha Trang. Trời ơi. Ca cái biển Nha Trang cả nhà ca y như nín đi. Rồi lên nữa rồi. Nãy giờ thăm mấy cần mấy viên nữa mà không có dính cá nha cả nhà. Cả nhà nó cao quá mình không có mở nha. Trời tối nè cả nhà thấy không? Đó, mình cũng còn mấy viên nữa mà mình thăm riết rồi đi về nha cả nhà chúng ta ơi. Tám viên nữa hả? Coi nè, anh chạy xuồng hay quá ghẻ ơi. Không dính cá là có quyền hay gì? Ủa không dính cá thôi chứ làm gì có quyền chở em vô bụi vô bờ không vậy? Em mà ra ta là gái đàng hoàng không có thích đi vô bụi vô bờ. Có gì thì muốn gì đi vô nhà nghỉ khách sạn chứ đâu đi vô bờ, chở tao vô bụi vô bờ không à. Nghe gì nghe câu con gái hả? Lên. Đã hồi đi thả cái nhà là nước lớn chứ không có nước mà rồng
lăn ở dưới mà đây mà ghim cây đó cả nhà, mà ráng ghim cho cỡi đó đó. Cái lúc là ổng đi thả là ổng đi thụt còng về, cái là nước nó lớn rồi. Rồi cái ổng sẵn, ổng thấy có đồ sẵn trên xuồng, ổng thả luôn. Ổng thả thử kinh ngang này coi làm sao. Và ổng thả ban ngày buổi chiều thăm vậy mà êm nó ngon đó cả nhà. Lặn xuống tới dưới á, lặn ghim cây á. Mà lặn cỡ đó đó. Mà ghim cỡ đó đó. Không nín thở hay gì. Làm thì làm, không có tâm. Làm có tâm, mày kéo cũng có tâm luôn đó. Kéo thịt 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 luôn. Nãy giờ là không có dính cái gì luôn á. Dính cây, dính gác. Nãy giờ nè, cả nhà thành quả không thay đổi gì hết nè. Năm con cá. Năm cái ốc trời ngơi, mũi, bây giờ tới mũi rồi nghe, không còn ấy nữa. Không còn mà. Bù mắt nữa cả nhà, mà mũi rồi nè, đèn nè. Đổi đi cho thấy đường. Tối rồi cả nhà ơi, đến hẹn lại lên rồi. Tôi mới thấy đường. Biết đâu đổ đèn lên cái đầu mình dính được dàn con cá ngát bự bự đó. Đi nữa thôi. Ôi em ngán cá lắm rồi. Ai chỉ ai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa, thì ngày xưa kia gặp không ai đâu là lòng chi hết trận nước mắt. Đại phù tiếu đang lại cầu anh thả tàu lao nè, bởi vậy không dính cá nè, cái khơi này không có cống ma kiến gì chân, thả đã thả đùa. Trong này kiếm cống đâu ra? Nước lớn mình mong mà kiếm ở đó kiếm cống với chừng nào mới được cái cống. Chạy cỡ đó. Đeo đèn luôn rồi đó mà cá nó cũng chưa chịu ăn nữa. Dính như vậy con bự bự rồi, nghề nghiệp anh chồng mình không, ông làm thủ công riết rồi tay chân móp xộp móp xỉa trơn trời. Rồi dính nè. Dính không? Em mới than quá cá ngát thường dính. Đó. Dính dữ vậy. Wow, dính rác cả nhà. Này kia nhà đó kìa. Nhà kia nghe ho, nghe dậm dậm rồi đó. Dậm dậm mở máy mới vừa qua được cái nhà ca cả nhà. Rồi cái Út nữa. Mới được qua được cái nhà giờ ca kiểu như dạng còn cũng còn nghe nhưng mà nhỏ. Cái lại bên đây dậm lên rồi. Đó. Đó. Lên luôn rồi cả nhà ơi. Lên luôn rồi. Đây một viền nữa nha cả nhà chúng ta ơi. Rồi cái viền nãy là dính được con cá Út rồi đó. Mà nhà xích lần này mở lên cái nhà lớn quá nên mình tắt luôn. Đây chạy lại tới cái đằng này là cái ca hết bản tắt hay gì rồi. Đang tìm bản. Đó, đang xuống. Sao bắt nhỏ vậy? Nãy lớn quá vậy? Cái nhà chúng ta ơi, cái gì mà dính được con cá ngát nhỏ như cái nhà chúng ta. Ở đâu mà đi lạc cho được con cá ngát này không biết nữa. Đây. Ốc kiến rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con ốc, con cá ngát 7 con. Bữa nay anh chồng mình dăng cá ốc chứ dăng cá ngát gì. Là dăng cá ốc nha cả nhà. 9 con cá ngát là nãy giờ chưa có dính con nào nữa nha cả nhà. Vẫn còn mấy viên nữa hết anh. Còn 2-3 viên nữa là hết nha cả nhà ơi. Tối hùi luôn á. Hồi chiều đi 5 giờ mấy giờ tới hù luôn á trời. Bên đó nhỏ. Nhà. Ừ, cũng như nhau ba bốn nhà. Ủa kinh ngang này là ba bốn nhà ca bình thường mà, lúc nào mình vô cũng ba bốn nhà ca. Lúc nào cũng vậy. Em nói rồi, cái kinh ngang này giàu lắm cả nhà ơi. Vô đây là các nhà tường không mà. Nhà tường nhà lá gì cũng
ca là ca. Đâu mới đợi nhà tôi mới ca hả? Chỉ cần có dài ba ly cà phê vô bắt đầu là sần sần, bắt đầu là khoái ca liền. Lên nữa là cả nhà ơi. Ôi cả nhà ơi, con cá út nó bự nè. Ôi nó bự, nó muốn bằng con cá ngát rồi cả nhà thấy không đó. Nó chỉ ngắn hơn cái con cá ngát một chút xíu thôi. Ôi con cá út ngon quá đi. Đây mình dính thêm một con cá ngát nữa nha cả nhà. Con cá ngát con lành luôn nha. Viền của cuối cùng luôn đó. Mình dính thêm con cá ngát nha cả nhà. Đây này cả nhà, cái viền này là dính này nha cả nhà, dính được một con cá ngát ngon nha. Quá ngon, ngon luôn. Rồi đó. Ừ. 200 gram. Hết chưa? Hết rồi đó. Hết rồi phải không? Giờ đi về thôi cả nhà ơi. Rồi đó cả nhà, nhà ơi, bữa nay vợ chồng mình thăm câu cái đây là xong nha. Vậy thì quả là được 2 4 6 7 8 7 con cá út. Về 2 con cá ngát nha cả nhà. Đó. Thì bữa nay thả ở chồng mình bị thất thu rồi nha cả nhà, thành quả chỉ được có nhiêu đó thôi. Dạ yeah, tối rồi luôn nè cả nhà thấy không, nó hù luôn rồi nè. Bây giờ thì vợ chồng mình về, thì cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn luôn đón xem video để ủng hộ cho vợ chồng mình nha. Video mình đến đây xin được kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video lần sau với cả nhà. Chào cả nhà cái đi, chào cả nhà nha.